Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Vừa giảm ngõ, trước kịp mặc váy cưới, MC thời tiết Diễm My đau đớn phát hiện bị ung thư. Vũ Diễm My từng được biết đến là MC của bản tin thời tiết nông vụ kênh VTC14 đài truyền hình VTC. Gương mặt xinh đẹp và lối dẫn gần gũi tự nhiên của cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Thế nhưng không ai ngờ rằng khi đang ở độ tuổi son trẻ và sung sức nhất, Diễm My phát hiện cô mang trong mình căn bệnh ung thư. Bước vào cuộc chiến giành lấy sự sống từ tay tử thần, Diễm My đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ khi chứng kiến cơ thể mình tiêu tụy, sắc sơ sau những đợt điều trị hóa chất. Những sợi tóc dài mượt mà của cô cũng rụng hết, chỉ còn trơ lại một khoảng da đầu. Ngay cả hạnh phúc của cô cũng tan biến như một giấc mơ. Vừa tổ chức xong dễ dạm ngõ với bạn trai, còn chưa kịp mặc lên người chiếc áo cô dâu diễm my đã bàng hoàng đón tin giữ ung thư đã lấy đi của tôi mái tóc đen dài mượt mà đám cưới sắp diễn ra cũng nhanh chóng tan thành mây khói cuộc sống tưởng chừng rất êm đẹp với nhiều dự định về tương lai của một cô gái trẻ như tôi bất ngờ rơi vào ngõ cụt khi bác sĩ thông báo tôi bị ung thư ngày hôm ấy trái tim tôi như vỡ vụn dù trước đó đã tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ thời điểm phát hiện ra bệnh cũng là lúc tôi vừa tổ chức xong lễ dạng ngõ ngày khoác lên mình chiếc váy cưới trong mơ cũng chẳng còn cách bao xa thế nhưng chỉ trong đúng một khoảnh khắc tất cả mọi thứ đều tan biến từ một cô gái khỏe mạnh chưa từng ốm đau ngày nào tôi thậm chí phải ngồi xe lăn và thở bằng bình oxy sau cuộc phẫu thuật tôi phải điều trị hóa chất nhiều ngày trong sự đau đớn mái tóc dài chấm lương đầy kiêu hãnh khi xưa cũng đã rụng sạch hoàn toàn vào những ngày đầu khi có kiểu tóc mới đêm nào tôi cũng khóc ướt đẫm gối tác dụng phụ của hóa chất khiến cả cơ thể lẫn tinh thần tôi dã rời đã có lúc quá mệt mỏi, tôi xin được giải thoát, nữ MC nhớ lại. Thế nhưng, tuy nhiên nhờ sự tiếp sức của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, đến nay, Diễm My đã kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Sau 6 đợt hóa trị và 3 lần xạ trị, cô gần như giành phần thắng. Đến nay, tôi cũng đã hoàn thành xong 6 đợt hóa trị. Ba lần xạ trị và chính thức chiến thắng ung thư trái ngọt mà tôi phải sống giờ chết giờ để chạm đến, Diễm My hạnh phúc chia sẻ. Không những vậy, trong hành trình đi tìm sự sống cho mình diễm my trở nên kiên cường và yêu bản thân hơn cô kể quyết không để số phận đánh gục diễm my bắt đầu hành trình tìm lại sự sống tranh thủ khỏe lúc nào tôi tập thể thao lúc đó giống như khi ta hướng về phía ánh sáng mặt trời cái bóng của mình sẽ ở lại phía sau tôi tin là mọi điều phiền muộn nên được bỏ lại sau lưng bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé xin chào và hẹn gặp lại